Xin chào mọi người, mình là Bill. Hôm nay mình đại diện cho team Core Consistency nói riêng và các barista nói chung tới đây để trực tiếp trải nghiệm trực thực tế chiếc máy Eagle One của nhà Victoria Arduino vừa đáp cánh tại Việt Nam. Eagle One là chiếc đại bàng thứ 3 của nhà Victoria Arduino và cũng là chiếc đại bàng thứ 3 mà mình có cơ hội trải nghiệm sau Black Eagle và White Eagle tại cuộc thi VNBC 2018 và 2019. Nên mình rất hân hạnh vì có mặt trong buổi ra mắt chiếc máy Eagle One ngày hôm nay. Các bạn chắc hẳn đã có cái nhìn tổng quát về máy Eagle One qua lời giới thiệu của anh Phong và Huy rồi đúng không? Thì hôm nay Bill sẽ nói cho các bạn hai điều mà Bill thích nhất ở máy Eagle One này. Đầu tiên là chức năng Auto Purge hay còn gọi là xả nước tự động. Mình thấy chức năng này rất là thú vị. Các bạn có bao giờ tự hỏi là tại sao chúng ta nên xả nước trước khi chiết xuất chưa? Ở cuộc thi World Barista Champion, chúng mình có một bảng điểm trong đó có phần đánh giá kỹ thuật là thí sinh có xả nước hay không. Nếu có thì sẽ được 1 điểm, nếu không thì sẽ được 0 điểm. Vì lý do vệ sinh là chắc chắn rồi, vì việc xả nước sẽ giúp loại bỏ hoàn toàn các bụi bẩn của cà phê còn bám trên sour screen. Nhưng còn một lý do quan trọng hơn nữa là việc xả nước này sẽ giúp điều hòa là nhiệt độ của đầu rút và nước. Nhiệt độ ổn định luôn là một yếu tố quan trọng. Khi bạn tháo tay cầm ra để lấy cà phê mới, thì bề mặt sour screen tiếp xúc với nhiệt độ phòng sẽ làm giảm nhiệt độ của đầu rút. Vì vậy khi chúng ta không sử dụng máy, chúng ta nên gắn tay cầm vào. Khi thời gian nghỉ của máy quá lâu sẽ có hai trường hợp xảy ra. Đối với máy chỉ có một nồi hơi hoặc heat exchanger. Thì khi chúng ta xả nước, chúng ta sẽ xả nước nóng ra ngoài vì nước ở trong nồi hơi quá lâu. Đối với máy có ống dẫn nước không đi qua nồi hơi, thì bây giờ chúng ta xả nước là xả nước nguội ra ngoài. Vậy vấn đề là nên xả bao nhiêu nước? Theo kinh nghiệm của mình, nếu quán của bạn lấy shot liên tục, thì xả 2 giây giữa các shot là đủ rồi. Nếu quán của bạn có thời gian nghỉ lâu hơn thì nên chú ý xả nước nhiều hơn, khoảng 4 giây. Còn việc tại sao nên để việc xả nước này ở chế độ tự động thì có một số barista không nhớ nổi rằng mình đã bấm xả nước hay chưa. Vậy để chắc chắn, các bạn ấy sẽ bấm xả nước thêm một lần nữa. Việc này sẽ tốn rất nhiều thời gian và nước nếu các bạn bấm xả hơn 2 lần hoặc xả quá nhiều nước cho một lần. Càng ngày, công nghệ càng phát triển nhằm mục đích hỗ trợ các công việc có xu hướng tay chân của các barista. Để các barista có thời gian trao dồi thêm kiến thức về cà phê cũng như tương tác với khách hàng của mình nhiều hơn. Vì vậy, đối với mình, công nghệ Auto Purge là một công nghệ tuy nhỏ nhưng vô cùng hữu ích. Bây giờ mình sẽ làm một shot espresso để cho mọi người thấy cách hoạt động của nó như thế nào nhé. Cũng khá là đơn giản. Là về nguyên lý mới của áp hơi. Như các bạn có thể thấy, áp hơi ở đây đang set ở 2.13 là một con số rất lớn. Nếu các bạn để ý thì chúng ta thường sử dụng áp hơi dao động khoảng từ 1 tới 1.23. Việc tăng áp hơi cao lên sẽ có hai lợi ích. Thứ nhất là rút ngắn lại thời gian đánh sữa. Thứ hai là hơi ra sẽ ít nước hơn, giúp chất lượng sữa sẽ tập trung hơn vì không có quá nhiều thành phần nước xâm nhập. Tuy nhiên chúng ta cần có thời gian để làm quen với sức mạnh mới này. Vì hơi ra rất mạnh, chúng ta cần có thời gian tập luyện để canh được mức form mà mình mong muốn. Bây giờ mình sẽ làm một ly latte để các bạn kiểm tra chất lượng sữa nhé. Như các bạn có thể thấy, thì ở phần tray thoát nước của máy có một vị trí cắt dành cho cái vòi đánh sữa. Và vòi sữa này được thiết kế dài hơn cũng như di chuyển linh hoạt hơn rất nhiều. Phần thân vòi có tính năng cool touch nên các bạn có thể tránh rủi ro khi bị phỏng khi lỡ đụng vào. Phần ạc Freeboard theo kinh nghiệm của mình thường đánh ở nhiệt độ nguội hơn để chống tách nước ở giai đoạn cuối. Nhưng như vậy thì món uống với sữa của mình sẽ không ngon. Với cần đánh sữa của Eagle One, chúng ta có thể tăng nhiệt độ lên một chút để có thể vừa ạc được Freeboard và vừa có thể phục vụ cho khách hàng ly cà phê.
Lý do mình thích Eagle One đó là mọi thứ đều hướng về sự đơn giản. Đây là chiếc máy rất dễ sử dụng dành cho mọi đối tượng, với các chức năng hỗ trợ các barista cùng với nỗ lực về một tương lai phát triển bền vững.